Hiện nay cha mẹ muốn con đọc sách để giảm bớt thời gian sử dụng các thiết bị điện tử, nhưng phần lớn thì cha mẹ không đọc sách. Ngành giáo dục nên có quy định giao cho các trẻ bậc tiểu học về nhà đọc sách và tóm tắt nội dung của sách để hình thành thói quen đọc sách. Vì cái khoản 7 điều 23 sửa đổi bổ sung quy định điều trị lác và tật khúc xạ trừ trường hợp dưới 18 tuổi, đề nghị cũng giải trình nói tại sao dưới 18 tuổi lại không được điều trị loại bệnh này mà trên 18 thì lại được. Tôi không phải trong ngành, tôi mới hỏi bác sĩ Hiệp là bác sĩ cũng nói sao trường hợp này sao thấy hơi lạ, cho nên cũng đề nghị nên có quy định cho nó rõ. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa Quốc hội, trước hết tôi xin bày tỏ quan điểm đồng tình về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2030. Để góp phần nâng cao hiệu quả của chương trình, tôi xin có một số ý kiến như sau. Thứ nhất là về phát triển nguồn nhân lực văn hóa. Bộ Văn hóa đã đồng ý bổ sung vào khoảng 8.3 phát triển nguồn nhân lực văn hóa với nội dung tạo điều kiện để các chuyên gia, trí thức tham gia cống hiến trong lĩnh vực văn hóa. Tuy nhiên, tại khoảng 8.3 chỉ có 2 điểm là 8.3.1 và 8.3.2 với nội dung là tổ chức các hội thi để phát triển tài năng của những người trẻ. Nội dung tôi đề xuất là tạo không gian để các chuyên gia, trí thức có năng lực về lĩnh vực văn hóa được phát huy. Nhiều người nguyên là bộ trưởng, lãnh đạo văn phòng quốc hội, đại biểu quốc hội, tổng biên tập báo, là các nhà giáo dục, các nhà sáng tác. Với kinh nghiệm thực tiễn, họ đã và sẽ phản ánh về thực trạng văn hóa, đóng góp vào quá trình xây dựng chính sách về văn hóa. Họ sẽ là những diễn giả tại các hội nghị, hội thảo về văn hóa, không chỉ là khách mời dự thính. Vì vậy, tôi đề nghị bổ sung thêm điểm 8.3.3 với nội dung tạo điều kiện để các chuyên gia, trí thức tham gia, cống hiến trong lĩnh vực văn hóa vào phần phát triển nguồn nhân lực văn hóa. Nội dung thứ hai tôi phát biểu là về văn hóa đọc. Chúng ta đều biết lợi ích của việc đọc sách. Đọc sách là thói quen rất quan trọng trong việc giúp học tập suốt đời. Đọc sách khác rất nhiều so với cập nhật thông tin kiến thức trên không gian mạng. Đọc sách giúp thấu hiểu chính mình hoặc ủng hộ thái quá. Thói quen đọc hết một cuốn sách giúp ta hình thành thói quen làm việc đến nơi đến chốn. Đọc lướt trên mạng tạo thói quen hời hợt, không tập trung. Khi tìm hiểu về nguyên nhân tại sao người ta khen Việt Nam thông minh cần cù, nước ta lại được thiên nhiên ưu đãi mà chưa phát triển đúng tiềm năng, thì tôi thấy nhận xét của viện nghiên cứu ở nước ngoài về người Việt là chúng ta có những cái không tốt, nó tồn tại bên cạnh những cái tốt, làm hạn chế phát huy cái tốt, như chúng ta cần cù nhưng dễ thỏa mãn, hiểu biết nhanh nhưng ít học từ đầu đến cuối, cởi mở nhưng không kéo dài, tiết kiệm nhưng cũng hoang phí do sĩ diện hoặc phô trương, thích tụ tập nhưng thiếu kỹ năng trong hoạt động nhóm để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi nghĩ những điểm yếu của người Việt có thể khắc phục nếu chúng ta tạo thói quen đọc sách trong toàn xã hội. Sách sẽ giúp nhận ra giá trị của những quy tắc ứng xử trong cuộc sống, những chuẩn mực đạo đức, có cái nhìn tích cực, thấu hiểu, chia sẻ với người xung quanh, phê phán thói hư tật xấu, từ đó hình thành cho mọi người cách nghĩ tích cực, hướng tới cái đẹp, tới lợi ích bản thân trong mối quan hệ với lợi ích xã hội. Đây chính là góp phần vào xây dựng văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt. Muốn người khác đọc sách thì mình nên đọc trước. Tôi cũng may mắn tìm được một cuốn sách viết về tật xấu người Việt và vừa đọc xong. Sách viết rất gần với đời sống tính cách người Việt. Hiện nay cha mẹ muốn con đọc sách để giảm bớt thời gian sử dụng các thiết bị điện tử, nhưng phần lớn thì cha mẹ không đọc sách. Nhân cách trẻ trước đây được hình thành qua giáo dục văn hóa, đạo đức từ thầy cô, phụ huynh, xã hội. Trẻ hiện nay khá tự do, bị tác động nhiều từ các thông tin thiếu chọn lọc, nên hướng trẻ đọc sách sẽ giúp giảm khoảng cách thế hệ, đứt gãy văn hóa, giúp trẻ hoàn thiện về nhân cách. Ngành giáo dục nên có quy định giao cho các trẻ bậc tiểu học về nhà đọc sách và tóm tắt nội dung của sách để hình thành thói quen đọc sách. Để tạo điều kiện cho mọi người đọc sách thì chúng ta cần tạo không gian đọc sách ở nhiều nơi, không chỉ ở các thư viện, phố sách, cà phê sách, mà ở cả sân trường, bảo tàng, vườn hoa, công viên, phòng chờ sân bay, bến cảng, khách sạn, khu du lịch, khu vui chơi, trạm chờ xe buýt, nơi chờ khám bệnh, nơi chờ giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan công sở. Vì vậy, tôi đề nghị tại điểm 2.5 trong nội dung thành phần của chương trình bổ sung thêm nội dung 2.5.5 là phát triển không gian đọc ở các khu vực công cộng, không gian cung cấp dịch vụ công, cung cấp dịch vụ vận tải hành khách, khu du lịch, vui chơi, lưu trú. Thứ ba là về đầu tư trung tâm văn hóa ở nước ngoài. Tôi đã có ý kiến trung tâm văn hóa ở nước ngoài sẽ góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Tuy nhiên, Việt Nam cần xây dựng bộ nhận diện bản sắc Việt Nam, nâng cao chất lượng các sản phẩm văn hóa để phục vụ cho hoạt động của các trung tâm văn hóa tại nước ngoài tăng hiệu quả. Bộ Văn hóa và Thể thao, Du lịch cũng đã đồng ý tiếp thu và sẽ thể hiện tại nội dung thành phần số 9 về hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và lan tỏa giá trị văn hóa ra thế giới. Tuy nhiên, trong báo cáo chưa nêu rõ nội dung tiếp thu, nên tôi đề nghị trong điểm 9.1 về phát huy vai trò của các trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài cần bổ sung một nội dung chi tiết 9.1.2 là
giới thiệu bộ bản sắc văn hóa và những nét đặc sắc của văn hóa của các dân tộc Việt Nam đến với thế giới. Tôi cũng đã phát biểu chúng ta chưa có bộ nhận diện bản sắc văn hóa Việt Nam rõ nét như Nhật Bản hay Hàn Quốc. Bên cạnh đó, pháp luật cũng chưa quy định cơ quan có thẩm quyền nào được duyệt những bản sắc Việt Nam như quốc phục, quốc hoa. Dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi Quốc hội chuẩn bị thông qua cũng chưa có nội dung giao thẩm quyền cho cơ quan nào có thẩm quyền duyệt những bản sắc Việt Nam. Nếu không quy định bộ nhận diện bản sắc Việt Nam trong chương trình này để có căn cứ xây dựng cũng như quy định thẩm quyền phê duyệt, sẽ như trước đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức đánh giá bình chọn quốc phục quốc hoa rồi cũng dừng lại giữa chừng vì không có ai có thẩm quyền phê duyệt. Bộ nhận diện bản sắc Việt Nam, ngoài những gì đã được pháp luật quy định thì còn có quốc phục, quốc hoa, quốc cầm, quốc vũ, quốc võ, quốc tửu, ẩm thực quốc gia. Đây cũng là những yếu tố để tạo nên chuẩn mực cho một quốc yến của Việt Nam tại những sự kiện quốc gia, quốc tế lớn của Việt Nam. Tôi cũng đề nghị tại khoản 5, điều 1 của nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 bổ sung thêm một cụm từ giới thiệu bản sắc văn hóa ở gạch đầu dòng thứ 7 và viết lại hội nhập quốc tế tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, giới thiệu bản sắc và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới. Và thời gian gần đây thì giới trẻ đã quan tâm đến áo dài nam và đã mặc nhiều tại các sự kiện văn hóa lễ Tết và ngày cưới của mình. Tôi nghĩ đây cũng là thời điểm phù hợp để Bộ khởi động lại việc chọn quốc phục. Tôi xin hết ý kiến, xin cảm ơn Quốc hội. Kính thưa Quốc hội, kính thưa chủ tọa, tôi xin tham gia phát biểu về ý kiến về dự thảo luật y tế sửa đổi như sau. Về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế của điều 12, việc mở rộng nhiều đối tượng để hưởng bảo hiểm y tế là rất cần thiết và theo nguyện vọng của người dân. Tuy nhiên thì tôi cũng đề nghị là cân nhắc cái quy định người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân của họ thuộc đối tượng người lao động và người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế. Vì những người làm trong tổ chức cơ yếu có nhiều đối tượng khác nhau, đề nghị chỉ người làm nhiệm vụ cơ yếu và thân nhân của họ là thuộc đối tượng được sử dụng người lao động đóng và đối tượng khác là không thuộc diện phải bao cấp đóng bảo hiểm y tế để cho bình đẳng với các đối tượng khác. Ngoài ra, đối với hai ý kiến trước tôi về mở rộng thêm phạm vi là đối tượng là dân quân thường trực là thân nhân của họ. Trước đây, lực lượng dân quân thường trực thì không có chế độ. Sau khi mà có luật của luật dân quân tự vệ thì đối với là lực lượng dân quân tự vệ chúng ta đã có chế độ rồi. Đã có chế độ bồi dưỡng hàng tháng và đã có đóng bảo hiểm xã hội. Mà nhưng này là đề nghị là thêm thân nhân của đối tượng là dân quân tự vệ theo tôi là không hợp lý. Tại vì dân quân tự vệ của trong cả nước chúng ta số lượng rất là đông. Mà thân nhân gồm chồng, vợ, cha, mẹ, bên chồng, bên vợ là mình tính ra như vậy thì không phải lợi ích, mặc dù là lực lượng vũ trang, phải không? Cho nên tôi đề nghị là mở rộng đối tượng như vậy thì sẽ nguy hiểm cho cái quỹ đóng bảo hiểm xã hội. Cho nên thì tôi cũng nói thật lòng mà nói là đề nghị có sự cân nhắc theo đề nghị của hai đối tượng trước tôi. Về phạm vi hưởng người tham gia bảo hiểm y tế theo điều 11 có đoạn quy định là hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa, đề nghị giải trình rõ cho cụm từ này để cho trẻ giải hiểu là khám bệnh từ xa là loại hình khám bệnh như thế nào. Về cái việc mà về đề nghị là nâng mức bảo hiểm y tế lên so hiện nay là mở rộng là tôi thấy cũng rất là cần thiết. Tuy nhiên cái việc mà mở rộng bổ sung nâng mức hưởng từ 95% lên 100% chi phí khám chữa bệnh cho đối tượng là sĩ quan công an, quân đội, người làm công tác cơ yếu đã nghỉ hưu, đề nghị không nâng mà giữ nguyên theo quy định hiện hành để đảm bảo công bằng với các đối tượng nghỉ hưu khác và vẫn còn là hưởng 95%. Tôi nghĩ đã là nghỉ hưu với nhau thì không thể là người này được hưởng 100%, người lại hưởng được 95%, như vậy thì nó sẽ không công bằng với các đối tượng, cho đề nghị cũng nên có cái cân nhắc. Về điểm C khoản 1, đề nghị xác định là cơ sở khám chữa bệnh bệnh thực thuộc cơ sở y tế là cơ sở nào, và như liệt kê trong dự thảo đã rất là cụ thể rồi. Còn quy định cơ sở khác không hiểu là loại hình nào trong hệ thống y tế cơ sở. Tôi có hỏi với bác sĩ nói cũng chưa biết là bây giờ loại hình cơ sở khác là cơ sở nào nữa. Cho nên cũng đề nghị nên có cái giải trình quy định cho nó rõ loại cơ sở khác để thực hiện cho nó đúng. Về việc khoản 3, trong cái điều này là thông cấp khám chữa bệnh là rất cần thiết, nhưng rất là mong muốn của người dân. Tuy nhiên cần phải giải thích trường hợp bệnh nặng là bệnh như thế nào gọi là bệnh nặng, chứ nói chung chung là không rõ ràng. Bây giờ khám bệnh là bệnh hiểm nghèo đều được rồi, biết rồi, nhưng loại bệnh nặng là bệnh ra sao thì không giải trình được, thì tôi nghĩ rằng cũng khó, mà cơ sở y tế nó cũng là khó mà thanh toán được. Về trường hợp là quy định chính phủ là khám chữa bệnh y tế ở địa bàn giáp ranh, nên có thể ghi rõ, nói rõ là giáp ranh cấp tỉnh, cấp huyện hay cấp xã để dễ thực hiện. Thí dụ đối tượng ở tỉnh A giáp ranh với tỉnh B có được đến tỉnh B khám chữa bệnh hay không?
cho nên nói địa bàn giáp ranh chung chung thì cũng là cũng nên cần có giải thích. Ngoài ra vì cái khoản 7 điều 23 sửa đổi bổ sung quy định điều trị lát và tật khúc xạ trừ trường hợp dưới 18 tuổi, đề nghị cũng giải trình nói tại sao dưới 18 tuổi lại không được điều trị loại bệnh này mà trên 18 thì lại được. Tôi không phải trong ngành, tôi mới hỏi bác sĩ Hiệp là bác sĩ cũng nói sao trường hợp này sao thấy hơi lạ lạ, cho nên cũng đề nghị nên có quy định cho nó rõ. Về điểm B khoản 1 điều 26 quy định cơ sở khám chữa bệnh được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu khám bệnh chữa bệnh cho người dân trên địa bàn, không biết là cơ sở do cấp thẩm quyền nào giao nhiệm vụ là loại hình y tế nào, vì trong hệ thống y tế đã có trong danh mục rồi cũng phải giải trình cho rõ là cấp thẩm quyền quy định. Hệ thống y tế từ trên xuống dưới có rồi, tự nhiên bây giờ quy định thêm cái cấp thẩm quyền, tôi biết cấp thẩm quyền quy định cơ sở y tế nào, cũng đề nghị giải trình cho nó rõ loại cấp thẩm quyền để quy định. Tất nhiên cấp thẩm quyền là có quyền, nhưng quy định loại hình cơ sở nào cho nó rõ cũng ghi cho biết để dễ dàng thực hiện. Về khoản 3 quy định sở y tế xác định danh sách cơ sở khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chủ trì phối hợp với bảo hiểm y tế phân bổ số lượng thẻ bảo hiểm y tế đảm bảo cân đối phù hợp quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về nguyên tắc tiêu chí phân bổ bảo hiểm y tế, nhu cầu khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và thực tế của địa phương. Quy định này sẽ làm bó hẹp quyền của người dân trong khám bệnh ban đầu, sẽ có sự phân biệt thiếu công bằng giữa những người có thẻ bảo hiểm y tế khám bệnh ở cấp cơ bản và chuyên sâu. Mặc dù có việc phân bổ thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế, nhưng chắc chắn là sẽ thiếu khách quan công bằng, dẫn đến việc xin cho giữa những người có thẻ bảo hiểm y tế và cơ sở khám bệnh với nhau. Đề nghị làm rõ nội dung này, tại sao lại có quy định khó hiểu như thế. Về chuyển bệnh giữa các cơ sở y tế có bảo hiểm y tế theo điều 27, tôi thống nhất quy định này sẽ không còn phân biệt cơ sở tư hay cơ sở công khi được hồ sơ chuyển viện phù hợp với nguyện vọng của người dân bấy lâu nay, nhằm khắc phục bất cập về việc chuyển viện thời gian qua, bảo đảm quyền lợi của người dân được khám chữa bệnh y tế theo nguyện vọng phù hợp với thực trạng của bệnh tật. Tuy nhiên cũng cần làm rõ chuyển viện do bệnh viện hay là do yêu cầu của người bệnh. Mặt khác, quy định chuyển viện tuyến kỹ thuật cao được chuyển bệnh về tuyến dưới để điều trị được cấp thuốc thiết bị y tế như tuyến chuyên sâu, nếu tuyến dưới không đủ thuốc hoặc thiếu thuốc vật tư y tế, người bệnh phải mua ngoài, có được thanh toán bảo hiểm y tế hay không, vấn đề này cũng cần làm rõ. Về thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo điều 32 khoản 4 khoản 5 được chuyển giữa các cơ sở khám chữa bệnh ngoài bệnh được chỉ định khám điều trị bệnh nhưng ở nơi khác được chỉ bệnh cho người chỉ định không có điều kiện thực hiện vẫn được thanh toán chi phí là quy định rất hợp lòng dân. Tuy nhiên nếu được cơ sở khám bệnh không đủ thuốc vật tư y tế, người bệnh mua ngoài, đề nghị cũng thanh toán theo quyền lợi của trách nhiệm y tế. Về trách nhiệm bảo hiểm xã hội theo điều 41, đồng ý bảo hiểm xã hội được kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh y tế, giám định bảo hiểm y tế và quy định được kiểm tra việc chấp trả tiền bảo hiểm y tế để đảm bảo khách quan, tránh lạm dụng kê toa thuốc và tiêu cực trong sử dụng. Mặt khác cũng cần quy định chặt chẽ giữa các cơ sở khám điều trị với bảo hiểm y tế, thanh quyết toán tiền bảo hiểm y tế đúng quy định, không đảm bảo cái tình trạng cho bệnh viện y tế dẫn đến báo cáo không đủ tiền thuốc. Việc bổ sung trọng đóng theo khoản 9, khoản 10 và điều 2 của quy định luật thì tôi rất là đồng tình. Và cuối cùng là tôi cũng thống nhất là theo đề xuất của ban soạn thảo là thực hiện dự thảo này thông qua quy trình một kỳ họp. Xin hết ạ.